Rồi, tiếp tục dòng máy Toshiba 5560C. Rồi hôm nay em sẽ chỉ mọi người là cách châm từ vào cụm từ. Thì cái cụm từ nó thiếu từ nha. Giờ đầu tiên mình kiểm tra cái hộp từ của mình đang thiếu từ trước. Rồi, đầu tiên mình kéo cụm này ra, mình mở cái nắp này ra. Rồi. Đó. Kéo cụm này ra. Rồi. Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình kiểm tra coi cái cụm từ nào mà nó thiếu. Thì ví dụ như mình kiểm tra cái màu xanh trước đi. Rồi á. Đầu tiên kiểm tra cái cụm từ màu xanh nè để xem nó có thiếu từ hay không á. Bạn ở đây nó có cái nhông nè, xoay ngược nó lên. Đầu tiên mình xoay ngược cho nó lên khoảng 2 vòng đi. Đó. Xoay ngược nó lên, rồi xong bạn xoay ngược lại. Đó, xoay hay chịu lại. Đó, nếu mà xoay vài vòng mà thấy từ nó bám lên đều gì nè, là cụm từ xanh mình nó vẫn còn từ nha, nên là đủ từ, không cần phải châm. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm qua, mình gắn cây râm của con xanh lại. Giờ mình sẽ chuyển qua hàng màu đen. Giờ mình cũng y chang làm như trang vậy, mình sẽ xoay ngược cho nó lên khoảng 2-3 vòng đó. Rồi sau đó mình quay ngược lại đó. Đây thấy không, mình quay ngược lại mình thấy nó bám không đều nè, hai bên nè, là chứng tỏ màu đen của mình đang thiếu từ. Rồi. Rồi đầu tiên á, châm từ nó mình có hai cách. Cách 1 á là cách đơn giản nhất, cách nhanh nhất mà mình không cần phải tháo cái cụm này ra. Không cần phải tháo cụm từ ra châm luôn. Đó, rồi các bạn làm theo mình nè. Đầu tiên mình chuẩn bị một cái tờ giấy đi. Đó, giờ đổ từ ra. Mình đổ từ đen ra tờ giấy nè. Rồi. Rồi bạn cầm lại. Đó. Dạ. Giờ bằng trước tiên xoay ngược cho lên trước đi, cho từ nó xuống hết, nó cho nó trắng giống vậy, nó không còn bám giống vậy nữa. Đó, giờ sau đó bằng đổ từ từ vô nè, đổ từ từ vô nè, thấy không, đổ từ từ, đổ đều đều ra đó. Rồi nó sẽ là nằm như thế này, bằng xoay xuống cho nó lên, bằng xoay chiều ngược lại cho nó lên đó. Đó là nó lên đều lại hết nè. Đó, lên rồi đó. Đó, khi mà nó lên xong bằng xoay ngược lại cho nó tiếp. Đó, cho nó trắng lại xong bằng đổ vô tiếp. Đó. Đó, đổ cho nó bám lên. Rồi xong rồi xoay ngược xuống. Cho nó lên từ. Rồi đó. Đó, đây là cách nhanh nhất mà mình không cần phải tháo cụm từ này ra để mình châm. Thường thường mình sẽ tháo cái cụm này ra mình châm, nhưng mà nó mất thời gian quá. Chỉ cho cách này để cho nó làm cho nó nhanh hơn. Đó. Vậy là xong quá trình châm từ đó. Rồi, xong quá trình châm từ.